giá trị sử dụng cao, nhưng mà cao là bao nhiêu? Thì bây giờ em Cường sẽ giải đáp cái bài toán này. Như cái chiếc máy này á, thì anh chị phải bỏ ra 4.000 một ngày để sử dụng được em nó. 4.000 đồng nha, anh chị không nghe nhầm đâu, nó còn rẻ hơn một cục kẹo nữa đó anh chị. Cái con Dell này là Dell dòng Precision anh chị, 3470 và 3480. Cái con này là đời 2022 cuối ha, cuối 2023. Đây, một cái con máy nó rất là phù hợp cho những cái anh em nào mà làm kỹ sư công trình ha, hoặc là anh em làm kỹ thuật điện nọ kia, thì cái con máy này em phải nói là nó chân ái rồi. Đối thủ truyền kiếp của ThinkPad luôn, nhưng mà em nói riêng cái mã Precision á, sức mạnh nó nè, rồi hiệu năng nè, rồi cái sự ổn định á, thì em nói ThinkPad gặp nó không phải là đại ca luôn. Trời ơi, anh chị xem mẫu này nè. Nó là có sắt đánh có trứng, đầy đủ các cổng hết là không cần phải bàn rồi ha. Đó, mẫu này không phải nhựa nha. Mẫu này là composite, vỏ thiết kế là composite cực kỳ bền và vững chắc anh chị. Riêng Dell mà Precision á, em nhắc đến cái dòng Dell Precision này, hầu như những cái anh em nào biết về Dell là phải biết về nó rồi. Dòng Precision này á anh chị, đặc điểm nổi trội của nó là mạnh, tản nhiệt tốt và luôn luôn ở trong cái trạng thái ổn định nhất có thể ha. Máy new i5 thế hệ 12 chip B nha, 1250B và 1350B. Đó, 1350B á là 3480, còn cái con này 3470 là 1250B, thì cái giá hai em này nó cũng xem thôi. i5 RAM 16 luôn, ổ cứng 512GB, chỉ có 15 củ thôi anh chị. Đó, 15 năm giảm 500 trong cái hè này, còn 15 củ thôi là anh chị sở hữu rồi. 10 năm sử dụng, em đảm bảo anh chị có dòng này dùng 10 năm. 10 năm anh chị chia ra đây, 1 năm anh chị tốn 1.5 triệu đúng không? Thì 1 tháng tốn 1.2 triệu. Đó, 1 tháng tốn 1.2 triệu, ngày quy ra có 4.000 đồng thôi để anh chị sở hữu được cái con máy này. 4.000 đồng bằng đúng một cục kẹo luôn, là anh chị đã có một cái thiết bị để giúp cho anh chị làm việc nhanh gọn hơn nè, thuận tiện hơn trong công việc, thì cái đường tiến thân của mọi người nó sẽ đi xa đúng không? Đầu tư có 4.000 thì nó quá rẻ luôn anh chị ơi. Hàng new anh chị ha, bảo hành vẫn là như thế thôi. 12 tháng trong 30 ngày đầu lỗi cái gì là em Cường tiếng đen đổi ngay cho cô chú anh chị luôn, không phải đợi chờ gì hết. Tính của em bảo hành thì mau lẹ lắm, và cái đó là cái ưu điểm của em. Kinh doanh á mà nó suôn sẻ hết thì làm sao biết nào uy tín thằng nào đúng không? Quan trọng khi mà gặp vấn đề á, thì sẽ biết được cái thằng nào uy tín hơn. Cái điều đó là em Cường nói hoài, bán một con máy không bị lỗi chưa chắc thằng đó đã uy tín, nhưng mà nếu á, nó bán máy mới rồi còn kia chuẩn chị hết đúng không, mà khi cái máy nó xảy ra vấn đề á, thì mới xác định được nó uy tín hay không. Kiểu như là hoạn nạn mới biết mặt nhau của anh chị đó.